Thưa Ngài, kính chào quý cha, quý thầy, quý cụ, quý bà và anh chị em. Chuyện kể rằng là có một gia đình nọ sống rất là hạnh phúc, người chồng tên là Minh. Và anh chồng này rất là một mực thương vợ, thương con. Và anh ta thương vợ là bởi vì cái mối ân tình mà người vợ đã dành cho mình. Sau năm 75 thì phải đi tù cải tạo. Ở nhà thì bà vợ rất là đảm đang, lo lắng cho con cái, rồi đi thăm nuôi chồng và lo đủ mọi thứ. Sau khi được trả tự do về thì gia đình qua bên Mỹ và định cư. Và lúc đó phải làm lại từ đầu, cuộc sống rất là khó khăn, phải lo cho những đứa nhỏ nữa. Đi làm thì chẳng được bao nhiêu mà dành dụm lo lắng cho những đứa con. Nhưng mà bà vợ thì luôn luôn ở phía đằng sau ủng hộ chồng, rồi hết mực yêu thương lo lắng cho chồng với con. Và từ từ thì với sự đạo đức của hai vợ chồng thì những đứa con lớn lên rất là thành đạt. Nào là làm bác sĩ, rồi kỹ sư, sau đó thì thành gia lập thất, sống cuộc đời cũng đạo đức lắm. Hai vợ chồng bắt đầu tới tuổi về hưu là một thời gian phải nói rằng là rất là hạnh phúc và ấm êm cho hai vợ chồng vì có thời giờ dành cho nhau. Thì cái anh chồng đó lúc này thì tuổi cũng đã cao niên. Nhưng mà quý ông bà và anh chị biết là người lớn tuổi đó, thường thường mà hai cặp vợ chồng lớn tuổi ra đường thì ít khi nào mình thể hiện cái tình cảm dành cho nhau lắm. Nhưng mà khác, cái ông Minh này đó đi đâu cũng nắm tay bà vợ, rồi nhiều khi cứ hôn má bà nữa. Đấy, tỏ những cái cử chỉ rất là yêu thương. Và tưởng chừng là cái thời gian yêu thương nhau trong những cái năm tháng gọi là về hưu nó được kéo dài. Nhưng mà khổ nỗi, tai ương nó đập tới là bà vợ bị bệnh gọi là stroke, nằm liệt. Và ông chồng thì thay vì cầu nhau thì luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng, thậm chí là lo cả vệ sinh cho bà vợ. Với một nét mặt rất là vui tươi, mỗi ngày thì làm thơ tặng cho bà. Cái ông chồng này quá lý tưởng đúng không ạ? Chắc bây giờ không biết kiếm một ông như vậy chắc khó lắm. Có không ạ? Không ra chắc chết hết rồi. Đấy, cái tình cảm dành cho nhau phải nói rằng là biết bao nhiêu là gia đình hâm mộ. Và một ngày thì Chúa cũng cất bà vợ về. Thì ông Minh rất là đau khổ khi mà tán xác vợ mình rồi chôn, giống như là thiêu đó. Và ông ta giữ cái tro cốt của vợ đó để trong nhà đó. Và mỗi ngày đó, lúc này ở nhà chẳng còn con cái gì cả, mỗi lần ăn là cứ nhìn lên hình của bà vợ rồi khóc. Và đi đâu cũng nhớ tới bà, cứ ở nhà không à. Lúc buồn thì kể cho bà nghe, nói này, nói kia, hôm nay anh gặp cái này. Như thế là bà vẫn còn sống vậy. Cuộc đời lúc đó bắt đầu đau khổ lại khi mất đi người vợ. Và rồi thì cái ngày mà Chúa cũng cất ông Minh về cũng đến. Và ông ta biết cái giờ mà mình sắp chết rồi đó, thì ông ta lấy một cái nắm tro của vợ đó đổ lên tay của mình và nắm chặt thật chặt rồi để lên trên lòng ngực. Như thế đó là vật quý báu nhất mà ông ta còn muốn giữ và mang đi qua thế giới bên kia. Và thế là ông nhắm mắt, mở mắt ra thì ở cổng thiên đàng. Lúc này chắc nhiều người cũng cười, chắc là biết đây là chuyện thật hay giả rồi. mở mắt lên thì thấy ngay Thánh Phêrô. Thánh Phêrô nói: "Welcome home." Cửa thiên đàng rộng mở chờ đón ông vào với thiên quốc. Bởi vì ông sống một cuộc đời rất là chính trực, yêu thương vợ con và luôn luôn chu toàn bổn phận một người sống bác ái, yêu thương anh chị em. Mời ông vào thiên đàng. Lúc này ông Minh cầm trong tay cái đống tro của bà vợ và rất là vui mừng, định bước vào trong thiên đàng thì Thánh Phêrô nói: "Ê, dừng lại. Trước khi vào đó thì ông phải thả cái đống bụi này ra. Bởi vì thiên đàng không chấp nhận người có đôi bàn tay dơ bẩn." Ông Minh nói: "Nhưng đây là báu vật của tôi. Tôi không thể nào vào thiên đàng mà bỏ đi cái tro cốt của người vợ của mình được." Thế thì Thánh Phêrô nói: "Vậy thì xin lỗi ông." Và cửa thiên đàng đóng lại. Ông Minh đau buồn hết sức, ngồi xuống và khóc, khóc nức nở. Bởi vì ông ta nghĩ trước mặt mình là cổng thiên đàng, nhưng mà đây là báu vật
người vợ ông ta dành cả cuộc đời yêu thương, không bỏ được. Và càng khóc trong tuyệt vọng, không biết làm sao. Thì lúc đó tự nhiên cửa thiên đàng lại mở ra, và một người khác lại bước ra, diện mạo của một vị vua, đó là Chúa Giêsu Kitô. Ngài bước ra, nhìn ông Minh đang quỳ khóc như vậy thì hỏi: tại sao con khóc vậy? Chúa à, Chúa ác lắm. Chúa có biết đây là người vợ con hằng yêu thương, dành cả bao nhiêu năm tháng, vợ con hy sinh cả cuộc đời cho con, làm sao con bỏ được, mà tại sao Chúa lại bắt con phải bỏ? Thì Chúa Giêsu mới nói: con à, trong mắt của ta đó, thì cái điều mà con nắm trong tay đó chỉ là bụi đất, nó chỉ là bụi trần, và bụi trần thì thuộc về hạ giới, nó là của quá khứ. Hãy buông bỏ và sống cái phút hiện tại trên thiên đàng này. Ông ta gục mặt xuống, và lúc này Chúa mới đến, và Chúa nắm lấy tay ông ta, mở ra và thổi luồng gió, và lúc đó tất cả bụi bay đi mất. Và lúc đó Chúa nắm tay ông Minh và dắt vào thiên đàng. Và lúc này thì khi mà bước vào đó, thì ông rất là bỡ ngỡ, bởi vì ông không ngờ được cái cảnh tượng ở trong thiên đàng nó như thế nào. Và ở nơi đó có người vợ của mình đang đứng và chào đón mình. Kính thưa quý cùng quý bà và anh chị em, câu chuyện này thì chỉ là một cái gì đó ngụ ý thôi, không có thật đâu. Nhưng mà nó nói chúng ta thấy một cái điều rất là thật trong cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng ta chắc cũng giống ông Minh này, không phải giống là bởi vì thương vợ nhiều như vậy, chắc có thương mà thương chút chút. Nhưng mà trong cuộc đời của mình đó, chúng ta cũng thường nắm lại rất là nhiều thứ mà mình nghĩ quan trọng trong cuộc đời của mình. Có người thì là gia đình của mình, có người thì là của cải tiền bạc, và có người thì danh vọng, đủ thứ cả. Giống như một đứa bé vậy đó, quý bà và anh chị em biết, một đứa trẻ mà khi nó sinh ra đời đó, nó làm gì? Cái việc đầu tiên là mình thấy nó nắm đôi bàn tay lại. Nó sinh ra với đôi bàn tay nắm lại. Và người ta nói, con người mà lúc ra đi đó thì đôi bàn tay mới mở ra. Có nghĩa là khi chúng ta bước vào trong cuộc đời này đó, mình bước vào với đôi bàn tay trắng, nhưng mình muốn nắm lại tất cả những gì ở trong trần đời này, mình muốn giữ lại hết, giữ mà giữ thật chặt nữa kìa. Nhưng khi tới cái lúc mà phải nói rằng là rời bỏ cuộc đời này đó, thì chúng ta đều phải bỏ lại tất cả, không có mang được một cái gì cả. Và chính Chúa Giêsu muốn chúng ta đó, khi chúng ta bước vào đời thì mình muốn ôm nhiều thứ, nhưng khi chúng ta bước ra khỏi cuộc đời, Chúa muốn chúng ta bỏ hết tất cả, chỉ có giữ một cái thôi, đó là Chúa. Cách đây cũng khá lâu thì có một dịp con đi giúp cho một cái nhà thờ nọ, thì cũng là cái lễ Chúa Giêsu Kitô vua. Cái ngày đó thì đang giảng như vậy thì mới hỏi giáo dân ở phía dưới, đó là: ngày hôm nay lễ Chúa Giêsu Kitô vua, quý ông bà và anh chị em có muốn Chúa làm vua của cõi lòng của mình và của gia đình của mình hay không? Ai cũng nói thưa muốn. Thế thì ai muốn giơ tay? Rất là nhiều người, chắc là 3/4 người ở dưới giáo dân đó, họ giơ tay lên. Hỏi có chắc không, có muốn không? Thì nói chắc chắn chứ, muốn Chúa làm vua mà. Vậy thì đừng có hối hận. Và con biết kể như thế này, quý ông bà và anh chị em không biết có coi phim Tàu hay không, nhưng có lẽ mình thường hiểu sai về ý nghĩa của cái chữ vua là gì. Trong phim Tàu đó có một cái câu nói là: quân sự thần tử, thần bất tử, bất trung. Có nghĩa là đối với lại một vị vua ngày xưa đó, cái chữ vua đó nó quyền thế lắm. Vị vua đó không chỉ là có quyền trên tất cả thần dân, mọi của cải thần dân đều là của vua, và thậm chí cả mạng sống của những người chung quanh đó đều là của vua. Vua muốn chết là chết, muốn giết ai là giết đó. Và nhiều khi đó chúng ta không có hiểu được cái ý vua là gì. Đối với lại Đức Giêsu Kitô đó, Chúa vua vũ trụ, cái đó thì không ai chối cãi. Nhưng mà vua của cõi lòng chúng ta đó thì lại là khác. Ở chỗ là Chúa cho chúng ta cái sự tự do để chọn lựa.
Nếu như mình khép cửa không muốn Chúa là vua của mình, lòng mình, thì Chúa cũng không làm gì được cả. Nhưng khi chúng ta mở cửa để Chúa vào để làm vua của cõi lòng, thì Chúa cũng muốn như là một vua của trần thế vậy. Một cái điểm là Chúa muốn tất cả, không chỉ là một phần của cuộc đời của mình, mà là tất cả cuộc đời của chúng ta. Thế thì lúc đó con mới kể cho quý bà và anh chị em đó cái điều này. Ví như có một điều này, nếu quý bà muốn Chúa là vua của mình đó, thì giả như Chúa nói với mình: con à, ta đã cho con tất cả những cái ân huệ trong cuộc đời này, bao nhiêu là những hồng phúc, à vậy thì ta muốn cho con đó là dùng 10% của cải của mình để chia sẻ cho những anh chị em nghèo khó. Chẳng hạn như nếu như đó một năm con với chồng đó mà làm với nhau, chẳng hạn như một năm được 80.000 đi, thì chia ra 10% là 8.000, chia cho những người anh chị em khốn khó. Là bởi vì cái số phần 10% đó là cái số tiền của những người nghèo. Ta cho con những gì con có là để con không chỉ sống cho mình mà chia sớt cho những người khác. Thế thì quý ông bà và anh chị em có dám cho những người khác 10% không? Bây giờ ai còn muốn Chúa làm vua, giơ tay lên. Lúc này thì chẳng thấy ai giơ cả. Mới hỏi một người: ủa nãy sao mà ai cũng giơ vậy? Thì cô ta mới nói: thưa cha, con tưởng Chúa là vua thì Chúa phải cho con cái gì chứ, nhưng mà con cho Chúa thì thôi, suy nghĩ lại. Đấy, nhiều khi có lẽ trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta nó cũng như vậy đó. Mình nghĩ để Chúa làm vua của cuộc đời mình thì mình sẽ được một cái này, mình sẽ được một cái lợi kia. Nhưng mà nhiều khi nó lại là một cái ngược lại. Và một trong những điều mà chúng ta thấy đó, giống như ông Minh vậy, trong cuộc đời này chúng ta giữ một trong những điều mà mình thấy rất là quan trọng trong cuộc đời. Chẳng hạn như vấn đề, mình nói tới có một vấn đề thôi, là vấn đề tài chánh đi. Để cho 10% chia sớt cho những người khác đó, nó khó lắm. Thực tế nó rất là khó, không có dễ. Người ta mới nói là đồng tiền liền khúc ruột là vậy. Chia số tiền của mình như là cắt ruột vậy. Bởi vì bao nhiêu công sức làm lụng mới được mà, làm sao phải cho kẻ khác là một sự thiệt thòi. Nhưng mà quý ông bà và anh chị em biết, trong mắt Chúa, tất cả những gì chúng ta đang có đó, đang nắm giữ đó, nó chỉ là bụi trần cả. Và những cái thứ mà mình nghĩ là nó mang lại cái hạnh phúc cho mình đó, rồi một mai nó sẽ phải để lại hết. Không có ai mà cầm theo được những gì mình đang cầm theo. Chẳng hạn như vợ, như con của mình, khi mình xuống mồ đó, không có ai mà mang theo vợ con được cả. Thì cái vật ở ngoài thân là tiền bạc, làm sao mình có thể đem theo? Nhưng mà đối với lại nhiều người đó, thì đó là cái lẽ sống của họ, và họ không bỏ được. Ngày hôm nay khi nói đến việc Chúa Giêsu Kitô làm vua, và Chúa thì Chúa chỉ muốn làm vua của cõi lòng của mình mà thôi. Và Chúa muốn là chủ của đời sống của chúng ta. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra đó, để Chúa mà thực sự làm vua của mình đó, thì Chúa có làm chủ cái đời sống tài chánh của mình hay không? Chúa có dùng được tiền của mình để giúp đỡ những người khác hay không? Chúa có làm chủ được cái thời gian của mình hay không? Khi chúng ta mỗi ngày 24 tiếng, 10 tiếng là cho đi làm đi, 8 tiếng ngủ nghỉ, còn 6 tiếng còn lại, nếu như Chúa chỉ xin mình 10% thôi, nửa tiếng thôi, mình có dám cho Chúa để mình cầu nguyện, mình sống mật thiết với Chúa hay không? Và nếu như cái vấn đề tài chánh mà Chúa không làm chủ được đó, thì mình phải nhìn nhận thực sự Chúa vẫn chưa thể làm vua của cõi lòng chúng ta được. Và ngày hôm nay khi chúng ta nghe trong đoạn tin mừng đó, cái người trộm lành chịu đau khổ cùng với Chúa trong những giây phút cuối cùng, và ông ta chỉ xin Chúa một điều là lạy Thầy: khi Thầy về nước Thầy xin nhớ đến tôi. Và anh ta đã cho Chúa một cái giây phút cuối cùng, đó là sự kết hợp đau khổ với Chúa, cho Chúa cái đau khổ cuối cùng của mình.
và chúng ta biết anh ta đã được hưởng nước trời. Ngày hôm nay nếu giá như mỗi người trong chúng ta biết, chúng ta buông bỏ đi những thứ mình đang có vì Chúa và cho tha nhân, thì chúng ta được cái lợi gấp trăm ở đời này và gấp ngàn ở đời sau. Nhưng mà điều đó thì rất khó khi chúng ta không thấy được, vì cái mình chỉ nhìn thấy đó là cái chúng ta đang nắm giữ. Ước mong qua thánh lễ ngày hôm nay chuẩn bị cho chúng ta đến ngày lễ Thanksgiving sắp tới này, để chúng ta thấy được bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho. Ân tình Chúa thì rất nhiều, nhưng cái sự đáp trả chúng ta thì quá ít. Bởi vậy xin Chúa mở lòng mỗi người trong chúng ta, để mình dám tập cho đi. Vì cho đi là chúng ta đang mời Chúa vào trong lòng, để Chúa làm vua và Chúa sử dụng những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Và khi mà Chúa làm vua rồi thì chúng ta được gấp trăm gấp ngàn lần như những gì chúng ta đang có. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sau khi Chúa Giê-xu khiển trách ông Phê-rô vì đã ngăn cản Ngài đi vào con đường thập giá, thì Chúa Giê-xu đã mượn cơ hội này dạy cho tất cả các môn đệ. Muốn làm môn đệ của Chúa thì cũng phải đi theo con đường thập giá của Ngài. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Đây quả là một điều kiện hết sức lạ lùng và không dễ tí nào. Ta hãy nghe lại lời Chúa Giê-xu nói: ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chuyện kể rằng có một con thuyền kia ghé vào một hòn đảo hoang. Cho thuyền cập bến xong, lên bờ, người ta mới thấy ở đó có một khối nam châm rất lớn. Ông thuyền trưởng ra lệnh cho các thủy thủ đem hết khối nam châm đó lên tàu, với hy vọng sẽ bán được rất nhiều tiền và sẽ trở thành giàu có. Sau đó con thuyền nhổ neo ra khơi, nhưng khi con thuyền ra giữa biển thì thuyền bị lạc hướng, không thể nào đi tiếp được. Kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoang tàu nơi có chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần. Người thuyền trưởng bắt buộc phải quyết định vứt bỏ khối nam châm xuống lòng biển để hải bàn có thể định đúng hướng mà cứu sống những người trên thuyền và đưa con thuyền về đến bến. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy đôi lúc trong cuộc sống chúng ta bị đặt ở giữa phải chọn lựa: một là một điều tốt và hai là một điều tốt hơn. Nếu nói về chọn lựa giữa điều xấu và điều tốt thì điều đó thật rõ ràng và không mấy khó. Thế nhưng đôi khi Chúa lại muốn đặt chúng ta phải chọn lựa giữa một điều tốt và một điều tốt hơn. Chính vì thuyền trưởng kia, ông ta đã vì tính mạng của những người trên tàu và vì muốn đưa tàu về đến bến, ông ta đã bỏ đi khối nam châm mà ông biết rằng khi bán chúng đi sẽ mang lại một nguồn lợi rất lớn, đó là sự giàu có thể là sống sung sướng cả một cuộc đời. Thế nhưng để phải chọn lựa giữa hai thứ, một là mạng sống, một là sự giàu có, ông đã chọn cứu lấy mạng sống mình. Được lợi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích gì? Chính thánh Francisco Xavier nhờ câu nói này đã biết tỉnh ngộ, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Cuối cùng đã trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành và trở thành một vị đại thánh. Mỗi người trong chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình và duyệt lại xem mình đang tìm kiếm gì ở cuộc đời này: quyền lợi, thú vui hay là danh vọng. Rồi chúng ta hãy nghĩ tới mình khi nhắm mắt ra đi, lúc đó mình sẽ mang theo được những gì. Chuyện kể rằng có ba người bạn. Hai người trước là bạn rất thân, người thứ ba thì thường thường vậy thôi. Một ngày kia, người ấy bị bắt và bị đem ra tòa.
ông ta liền xin ba người bạn đi theo để biện hộ cho ông. Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc này việc nọ không đi được. Người thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan, nhưng lại không dám vào. Còn người thứ ba, tuy không được ông ưa thích cho lắm, nhưng lại tỏ vẻ trung thành, vào đến tận tòa án và biện hộ cho ông. Và bởi vì người bạn thứ ba này mà ông đã được trắng án và được trả tự do. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, cuộc đời chúng ta cũng có ba người bạn này. Người bạn thứ nhất là tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một cái hòm. Người bạn thứ hai là bà con bạn hiểu, những người thân thuộc. Họ sẽ khóc lóc, sẽ thương tiếc chúng ta, rồi họ sẽ đưa chúng ta ra đến nghĩa trang, nhưng rồi chẳng ai sẽ vào mồ cùng chung với chúng ta. Họ sẽ ra về. Người bạn thứ ba là cái việc lành đạo đức mà chúng ta đã làm trong cuộc đời. Chúng đưa ta tới tòa phán xét và sẽ cùng theo ta vào hưởng phúc thiên đàng. Qua những câu chuyện trên, ta thấy Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải từ bỏ mình và vác thập giá là vì hai lý do. Một là để rèn luyện cho các ông, để các ông biết đi vào con đường hẹp, con đường đau khổ, con đường hy sinh, và sẵn sàng từ bỏ những tính toán, những khuynh hướng xấu có sẵn trong con người của các ông. Có khổ luyện thì ta mới nên người. Thế nên cổ nhân thường dạy rằng lửa thử vàng, gian nan thử đức. Và điều thứ hai Chúa dạy là để các môn đệ trở thành những con người can đảm, hy sinh, biết chấp nhận những thiệt thòi và đón nhận thập giá trên con đường dấn thân phục vụ, rao giảng tin mừng cho muôn dân. Nhờ lòng can đảm chấp nhận thiệt thòi nơi bản thân, các môn đệ sẽ ngày càng trở nên giống Chúa hơn, và qua đó sẽ mang lại tin mừng đến cho nhiều người. Lời kêu gọi của Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay, đó là không có con đường nào khác, cũng không có cách thức nào khác để đưa chúng ta đến hạnh phúc thật, ngoài việc chúng ta tập hy sinh, tập yêu thương, tập tha thứ, tập sống giống Chúa Giêsu Kitô, biết quên mình và vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống đó. Xin Chúa ban cho chúng con niềm tin và nhất là lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để những thử thách, những sóng gió xảy ra trong cuộc đời, chúng con biết đón nhận như thánh ý Thiên Chúa một cách kiên trì và liên tục. Amen. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ ở biển hồ Tiberia. Ngài đã cho các ông kéo được mẻ lưới đầy cá sau một đêm vất vả mà chẳng được gì. Những 3 năm theo Chúa trên con đường rao giảng tin mừng, chắc chắn các môn đệ đã quá quen với giọng nói của Chúa Giêsu. Thế mà vì những nhọc nhằn suốt đêm chẳng bắt được con cá nào, các ông đã không nhận ra Chúa. Chỉ có lòng yêu mến đặc biệt mới giúp cho Gioan nhận ra Chúa một cách dễ dàng, và chính ông đã nói với lại Thánh Phêrô: Chúa đó. Đây điều mà mọi Kitô hữu phải noi gương. Ông tông đồ được Chúa thương mến, đó là nhờ lòng yêu mến mà chúng ta có thể nhận ra Chúa không ngừng hiện diện bên chúng ta. Qua câu chuyện này, tôi tự hỏi mình, dưới những ồn ào, tất bật và vất vả của cuộc sống, tôi có lắng nghe và nhận ra được Chúa đang hiện diện với tôi hay không? Đoạn lời Chúa này gợi lên cho chúng ta suy tư đây. Trong cuộc đời này có một phép lạ mà ta phải luôn tìm kiếm. Đó là phép lạ Thiên Chúa vẫn luôn ở bên ta. Cũng như tên gọi của Đấng Cứu Thế là Emmanuel,
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng để nhận ra được Thiên Chúa hiện diện là một thách đố rất lớn, bởi vì làm sao ta có thể nhận ra được Ngài vẫn ở bên ta, cho dẫu mắt thường chúng ta không hề thấy được. Nói đến phép lạ thứ nhất, Thiên Chúa luôn ở bên ta, làm tôi nhớ đến bài thơ The Footprints, Dấu Chân Trên Cát, có những lời như sau. Một đêm kia mơ thấy mình dạo bước, bãi biển dài, cát trắng, Chúa cạnh bên. Chuyện đời qua trên trời bỗng hiện lên, mỗi sự kiện, mỗi dấu chân trên cát. Có những lần đủ bốn dấu bàn chân, những lần khác chỉ một đôi chân trên cát. Chợt nhận ra tuổi thân tôi muốn khóc, nhớ lại khi đời nặng trĩu u sầu, lúc nhục nhằn, khi thất bại khổ đau. Tôi chỉ thấy một đôi chân lưu dấu. Tôi hỏi Chúa vì cầm lòng chẳng được, sao Chúa ơi, Ngài đã hứa cùng con, nếu theo Ngài, Ngài sẽ bước cùng luôn. Mà con thấy trong gian nan thử thách, cũng là lúc đời con cần Chúa nhất, chỉ thấy dấu chân của một người thôi. Vậy là sao? Chúa đã ở đâu rồi mà không ở cùng con khi hoạn nạn? Chúa nhìn tôi, Ngài trả lời bình thản, những lúc nào chỉ thấy một dấu chân, con biết không, ta vẫn ở thật gần, bồng ẵm con trong vòng tay ta đó. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bài thơ trên thật ý nghĩa và phải nói rằng rất đúng với tâm trạng của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta cũng mệt mỏi, chán chường, thất vọng bởi mình đã dồn hết thời giờ, trí khôn, sức lực và tiền của vào những công việc, những dự phóng, kế hoạch nhưng rồi chẳng thu được kết quả gì. Những lúc thất bại, những đau khổ ấy nhiều lúc cho chúng ta cảm giác như Chúa đã bỏ rơi ta rồi. Ngài không còn ở bên cạnh ta nữa. Ngài dường như đã chết rồi. Trong đời sống đức tin, chúng ta rất nhiều khi tỏ ra thiếu lòng tin vào Thiên Chúa, thậm chí rơi vào khủng hoảng khi đời sống gặp bế tắc, khi các mối tương quan trong gia đình và xã hội bị đổ vỡ, khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được nhậm lời, mong được Chúa ở bên nâng đỡ, ủy an, mà Ngài như vắng mặt vậy. Có những khi chúng ta để những lo lắng, buồn phiền, những hoang mang sợ hãi lấn át đi tiếng nói đầy yêu thương của Chúa trong tâm hồn. Có những khi vì mãi mê chạy theo những đam mê cuộc đời, chúng ta để lòng trí mình trở nên tối tăm, không còn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong từng biến cố cuộc đời của mình nữa. Chúng ta cũng giống những môn đệ ngày xưa, buồn nản thất vọng vì thầy Giê-xu đã chết. Thế nhưng mẹ cá lạ đã giúp họ bừng tỉnh như sau một cơn mê. Các môn đệ đã nhận ra một phép lạ rất lớn, không phải là phép lạ của mẹ cá, mà là phép lạ Chúa Giê-xu thực sự đã phục sinh. Gioan khi nhìn thấy mẹ cá lạ đã thốt lên, Chúa đó. Ông đã nhận ra được phép lạ lớn lao nhất, vẫn là phép lạ Chúa đã sống lại và đang ở giữa các ông. Hôm nay dựa vào đời sống giáo hội và biết bao chứng nhân, chúng ta đi đến niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, sống động trong giáo hội và trong từng người chúng ta, như lời Người đã hứa, Thầy ở cùng anh em mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa vẫn có đó, Người vẫn đứng đó, Người vẫn hiện diện, Thiên Chúa không chết. Người không phải là kẻ đã đi vào quá khứ để chìm vào lãng quên. Người vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cuộc đời con người. Do đó, con người cần nghe tiếng Chúa và thực hiện lời của Người. Bởi vì có Chúa thì mọi công lao vất vả của con người sẽ được ban thưởng quá lòng mong ước, như mẹ cá lạ của cá tông đồ. Hàng ngày Chúa Giê-xu phục sinh vẫn tiếp tục làm phép lạ trên thế giới, cho tha nhân và ngay cả cho chính chúng ta. Chúng ta đã nhận ra Chúa đó
đang hiện diện và song hành với chúng ta để biến đổi bản thân, canh tân đời sống và cùng với giáo hội sống mầu nhiệm phục sinh như thế nào thì đó tùy thuộc vào sự đáp trả của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng để chúng con luôn tin tưởng, phó thác vào tình yêu thương quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng mến sắc son để dù sống trong những môi trường, xã hội nào, chúng con cũng luôn nhận ra Chúa đó đang hiện diện trong chúng con. Nơi những người giàu sang phú quý hay những người khố rách áo ôm, nơi những người yêu thương hoặc chống đối chúng con, để chúng con biết cảm thông, chia sẻ, sống như Chúa sống, yêu như Chúa yêu và phục vụ tha nhân như chính Chúa đã phục vụ và hy sinh mạng sống mình vì chúng con. Amen. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý cụ, quý bà và anh chị em, cách đây cũng chỉ vài tháng đổ lại thì cộng đồng mạng bắt đầu rò rỉ rồi đào bới lại một câu chuyện cũ về chàng ca sĩ tên là Châu Việt Cường. Nếu mà ai mà thích về cái giới ca sĩ Việt Nam thì chắc sẽ còn nhớ tới cái tên của anh chàng này. Là một ca sĩ cũng có khá nhiều bạn hit. Và người ta xem lại về câu chuyện cuộc đời của anh ta. Anh chàng này sinh tại Hà Nội và sống trong gia đình rất là nghèo. Bà mẹ làm nghề gì biết không? Là một người đi gọi là nhặt rác để kiếm sống và nuôi thằng con. Chỉ có hai mẹ con sống với nhau như vậy từ nhỏ tới lớn và cho nó tiền ăn học. Bà dành dụm tất cả để lo cho thằng con này. Và khi mà nó lớn thì nó cũng có cố gắng. Rồi nó đã chạy đi phương xa vào thành phố rồi bắt đầu ăn học thành tài. Và rồi đã chạy theo cái nghề gọi là nghề ca sĩ và rất là thành công. Nhưng mà khổ nỗi là khi mà anh ta thành công thì anh ta lại quên đi người mẹ mà suốt cuộc đời hy sinh tận tụy và lo cho anh ta. Và khi mà giàu có ô tô rồi có nhà cửa thì anh ta lại không có màng gì đến cái bà mẹ này cả. Và bà vẫn sống trong căn nhà rất là tồi tàn và suốt ngày cứ đi lượm ve chai mà kiếm sống. Vào năm 1218 thì cảnh sát đã ập vào nhà của anh ta và phát hiện là anh ta chơi ma túy và rồi đã lỡ tay. Khi mà chơi ma túy thì lúc đó là gây ra ảo giác và đã giết chết người bạn gái của mình. Và cái tin này nó lan lên hết cả mạng. Rồi những người từ là fan của anh ta bắt đầu họ chỉ trích, nói về con người quá là xấu xa. Và anh ta đã chịu án 13 năm tù bởi vì đó không phải là cố ý, cố sát. Và người ta lại nói, một người sát hại một người khác mà có 13 năm tù à? Không tử hình nó đi, không có cho nó chung thân đi. Và biết bao nhiêu lời ra tiếng lại nói về anh chàng này. Và không còn một người nào đến và thăm anh ta nữa. Phải nói rằng là từ một người ở đỉnh cao, có sự nghiệp rất là vững, nhưng mà bây giờ vào trong tù tội và mọi người đều quay lưng với anh ta hết. Chỉ trừ có một người, đó chính là bà mẹ của anh ta. Khi mà đứa con nó xa cơ thất thế thì lúc này bà mẹ lại lặn lội từ ở quê mà đi lên và thăm anh chàng. Bà ta đi dự từng cái phiên tòa và cho đến khi tòa cho nó 13 năm tù, bà khóc đau lòng lắm nhưng mà vẫn còn tia hy vọng. Cứ lâu lâu bà vô và thăm. Và anh Cường khi mà thấy lại hình ảnh của người mẹ thì bao nhiêu ký ức nó ùa về. Và anh ta hối hận thật sự và xin lỗi với mẹ. Và anh ta trong đó chỉ có đợi cái ngày mà mẹ mình vô thăm thôi, chứ cũng chả có ai thăm. Bạn bè nó bỏ hết rồi, bây giờ người ta cũng ghét mình. Thì bà mẹ cứ vô thăm thì được gần như một năm thì cũng mới, thì anh ta không thấy mẹ tới thăm nữa. Anh ta mới thấy lạ. Và lúc ấy thì người ta mới vào báo cho anh ta là mẹ của anh đã qua đời vào một cái sự cố. Đó là bà đi nhặt rác á, ở gọi là trạm xe lửa, và đã xảy ra sự cố và bà đã thiệt mạng. Anh ta khóc lóc đau đớn vì mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, cái câu chuyện này nó dừng lại ở chỗ đó.
Nhưng những người ở chung quanh, cộng đồng mạng, họ moi lại câu chuyện này và họ bình luận rất nhiều. Và họ nhắm tới trung tâm điểm, đó là người mẹ này. Bà là một người đau khổ cả đời, sống một cuộc đời rất là nghèo khó vì đứa con này. Nhưng mà lại có một đứa con quá là bất hiếu, không thấy được cái tình thương của người mẹ đã dành cho nó. Và nó đã ăn chơi chát tán. Thay vì đền ơn báo đáp công ơn sinh thành của mẹ, thì nó lại đi một đường khác. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, hình ảnh về một người mẹ thương đứa con của mình, cho dẫu là cuộc đời đã xoay lưng với nó, cái này không có lạ nhiều. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng cho ta thấy một cái thực tế trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cuộc đời này nó bạc lắm quý ông bà và anh chị em. Khi mà mình thành danh, thành công, mình có tiếng tăm, thì người khác sẽ đến với mình. Họ sẽ ca ngợi mình, họ sẽ nói tốt về mình. Nhưng mà khi mình vấp ngã, mình không có còn đẹp đẽ như là hình ảnh ban đầu nữa, thì họ sẽ quay lưng với mình. Và thậm chí sẽ lên án mình, rồi đóng đinh mình. Và đó là câu chuyện của anh chàng Cường này. Điều đó muốn diễn tả một hình ảnh rất là đẹp mà chúng ta nghe trong đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Đó là về người cha nhân hậu. Cái câu chuyện này chúng ta nghe chắc là nát rồi, nát phúc âm rồi, nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà có một cái chi tiết rất là đặc biệt mà có lẽ mỗi người chúng ta phải giữ ở trong lòng của mình. Đó là cái nhìn của người cha nhân hậu nhìn về hai đứa con của mình. Và cũng là cái nhìn của chính Thiên Chúa nhìn về mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ nhìn chúng ta 3 lần. Cái lần thứ nhất là khi chúng ta sống một cuộc đời tốt lành, chúng ta đi theo đường lối Thiên Chúa, chúng ta đi lễ, chúng ta làm những việc tốt lành. Chúa nhìn chúng ta với cặp mắt rất là hiền từ. Chúa yêu thương chúng ta. Rồi cái nhìn thứ hai là khi chúng ta vấp ngã, chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em của mình, Chúa cũng nhìn chúng ta. Và cái nhìn đó là cái nhìn rất là đau khổ, vì Chúa thấy chúng ta ở trong tình trạng không có mấy là hạnh phúc. Và cái nhìn cuối cùng là khi chúng ta hối hận, chúng ta trở về, chúng ta ăn năn, thì Chúa nhìn chúng ta với cái nhìn tha thứ của lòng thương xót. Và có lẽ mỗi người mẹ trong chúng ta ở nơi đây cũng đã từng nhìn đứa con của mình y chang như vậy. Có lúc thì mình rất là vui khi thấy nó tốt, nó ngoan, nó thành đạt. Nhưng rồi mình cũng buồn khi mà thấy nó phạm lỗi. Rồi khi nó ăn năn thì mình lại tha thứ cho nó. Đó là 3 cái nhìn mà có lẽ mọi người trong chúng ta đã từng kinh nghiệm qua rồi. Nhưng nói đó để cho mỗi người chúng ta thấy được một điều như thế này. Là đối với Thiên Chúa, khi mà nhìn chúng ta, Ngài rất là quảng đại. Ngài cho chúng ta một cơ hội để mà trở về và làm lại cuộc đời. Giống như người Ấn Độ, họ có nói một cái câu rất là hay. Là cái con đường vĩ đại nhất trong cuộc đời mà ai cũng đi đó, là con đường là, xin nói tiếng Anh luôn, đó là the greatest journey is the journey that brings you home. Có nghĩa là con đường vĩ đại nhất không phải là con đường mình đi tới một cái chỗ nào đó vĩ đại, mà con đường trở về chính cái nôi của mình, ngôi nhà của mình. Đó là con đường vĩ đại nhất. Và trong tất cả các bài đọc ngày hôm nay chỉ nhắm đến một cái điểm là Thiên Chúa tha thứ cho dân của Người, và trong đó mỗi người trong chúng ta là con cái của Ngài. Để làm gì vậy? Để cho chúng ta có một cơ hội, một hy vọng để mà trở về. Nhưng khi mà chúng ta nhìn nhau đó, thì không có như Chúa nhìn chúng ta. Và giống như là cái nhìn của người anh cả nhìn lấy đứa con đấy, người em của mình, khi mà nó ăn năn nó trở về đó, là một cái nhìn đầy xét đoán và ghen tị. Có phải mọi người trong chúng ta vẫn đang chịu ơn của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình mỗi ngày hay không? Thưa, chắc chắn là có. Nhưng khi chúng ta nhìn tới anh chị em của mình, thì chúng ta lại không có thể nào mà cho họ một cơ hội trở về. Xin Thiên Chúa qua các bài đọc ngày hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc đời đều có lúc
chúng ta là người con thứ. Mình đã đi xa, mình cũng đã trở về. Nhưng rồi chúng ta có khi nào lại không có mang ơn của người cha của mình khi chúng ta nhìn lấy anh chị em của mình bằng một cặp mắt khác, khi họ cũng đi xa, họ cũng vấp ngã, họ cũng phạm tội mà chúng ta lại không cho họ cơ hội trở về. Xin Chúa ban ơn giúp cho chúng ta luôn luôn biết ơn Chúa và đồng thời chúng ta cũng cho nhau cơ hội trở về. Amen. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, trong số các giám mục nổi tiếng can đảm của giáo hội trong Mỹ Latin thì phải kể đến Đức cha Oscar Arnulfo Romero, Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô El Salvador. Nay Ngài đã được tôn phong hiện thánh vào năm 2015. Ngày Đức cha còn sống, Chúa Nhật nào nhà thờ chính tòa cũng chật ních tín hữu đến tham dự thánh lễ và nghe Ngài giảng. Đức cha thường cho giáo dân biết tin tức liên quan đến giáo hội, đến tình trạng trong nước và mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói do chính quyền cũng như phe du kích gây ra cho dân chúng. Đức Tổng Giám mục Romero cũng dùng đài phát thanh để gây ý thức nơi dân chúng và thẳng thắn tố cáo các vụ vi phạm quyền con người do các lực lượng nói trên chủ mưu. Nhưng tiếng nói của Đức cha không làm cho chính quyền quân đội El Salvador cũng như lực lượng du kích hài lòng. Sau nhiều lần hăm dọa mà không có kết quả, những kẻ thù ghét Đức cha đã quyết định giết Ngài. Sáng ngày 24 tháng 3 năm 1980, họ đã sai người ám sát Đức Tổng Giám mục Romero ngay trong nhà nguyện của Bệnh viện Thủ đô, nơi Đức Tổng Giám mục hàng ngày vẫn đến dâng thánh lễ cho các nữ tu, nhân viên y tế và các bệnh nhân. Kẻ sát nhân ngồi trà trộn trong số các tín hữu hiện diện. Không hiểu Đức cha có linh cảm mình sắp sửa phải đổ máu ra như hiến tế mưu cầu hòa bình cho một dân tộc El Salvador hay không. Nhưng trong vài lời suy tư ngắn trong phúc âm, Đức cha nói: như chủ chăn sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên, Ngài cũng sẵn sàng chết, miễn là nước nhà được hòa bình tươi sáng, nhân dân El Salvador được sống trong ấm no thịnh vượng. Đức cha rời tòa giảng, tiến lên bàn thờ, thì chính lúc đó kẻ sát nhân tiến lên rút súng bắn Ngài. Đức Tổng Giám mục Romero gục ngã trước bàn thờ, máu lên láng chảy và thánh lễ cuối cùng của vị chủ chăn hôm đó đã dang dở, nhưng đã trở thành thánh lễ trọn vẹn nhất vì vị chủ tế đã trở thành con chiên hiến tế y như Chúa Giêsu trên thập giá ngày xưa. Đức Tổng Giám mục Romero đã chết vì trung thành với sứ mệnh chủ chăn của Ngài, thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời người ta. Cái chết tử đạo của Đức cha giúp chúng ta hiểu sứ điệp lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật tuần 3 mùa phục sinh hôm nay. Bài tin mừng trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 phục sinh hướng những suy tư của chúng ta về vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, tức là Thánh Phêrô. Phêrô là một người rất bộc trực, nóng nảy nhưng cũng nhiều yếu đuối. Có lần Chúa đã gọi ông là Satan, và mới đây nhất ông đã chối Chúa tới 3 lần. Nhưng con người đầy khuyết điểm ấy đã được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng, làm vị lãnh đạo của giáo hội. Việc Chúa chọn Phêrô quả là một mầu nhiệm, vì nơi con người ông không thiếu những khuyết điểm. Có lần Phêrô đã từng tuyên bố: cho dù tất cả anh em có bỏ thầy, riêng con sẽ không bao giờ bỏ thầy. Thế mà đêm đó ông đã bỏ chạy, tuy đã dũng cảm rút gươm chém đứt một tay của người lính. Lý do là vì ông không đủ can đảm. Sự khốn khó đã làm ông sợ hãi, và sự sợ hãi ấy không chỉ đã làm ông bỏ chạy, nhưng còn hơn thế nữa, đã làm ông chối thầy những đến 3 lần. Nhưng may mắn cho cuộc đời ông,
Tiếng gà gáy đêm khuya tựa như tiếng liên tâm đã thức tỉnh lòng ông. Ông biết lỗi của mình, ông đã đứng dậy và bước ra ngoài. Ông đã ra khỏi sân tiền đình và khóc lóc ăn năn. Nếu như Thánh Phaolô với biến cố té ngựa trên đường Đa Mát đã thay đổi cuộc đời của mình, thì Thánh Phêrô với 3 lần công khai nói lên lời yêu mến Thầy chính là dịp để ông đứng dậy làm lại cuộc đời. Hay nói đúng hơn là Chúa đã tạo cơ hội để Phêrô chuộc lại lỗi lầm mà bởi nhất thời yếu đuối ông đã vấp phạm trong đêm tối vườn cây dầu. Sau biến cố phục sinh, Chúa Giêsu đã phỏng vấn vị giáo hoàng đầu tiên để trao cho ông sứ vụ mới. Này anh Simon, con ông Jonah, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không? Thật tình, ông rất ngượng ngùng vì ông mới chối Thầy tới 3 lần, mà giờ đây Thầy lại hỏi ông có yêu mến Thầy không? Mới phản bội mà giờ lại nói yêu thương, quả là rất khó khăn. Hơn nữa, Thầy lại hỏi tới 3 lần. Có lẽ Phêrô đang nhớ lại lời Chúa nói trước đây: kẻ nào được tha nhiều thì sẽ yêu nhiều hơn. Vâng, Chúa đã tha thứ cho Phêrô ngay lúc người quay xuống nhìn ông từ trên dinh thượng tế, khiến nước mắt mắt ông tuôn trào. 3 lần chối Chúa thì 3 lần người cho ông cơ hội để nói lời yêu thương, để tuyên xưng lại niềm tin. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội. Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và cũng 3 lần, người trao cho ông sứ mạng cai quản hội thánh của người, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Từ đấy, Phêrô đích thực trở nên vị lãnh đạo của giáo hội, chăm sóc đoàn chiên của Thầy và cuối cùng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Phêrô đã chịu đóng đinh trên thập giá để giữ vững niềm tin cho đoàn chiên và để yêu thương đoàn chiên cho đến cùng như Thầy đã yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng giống như Phêrô năm nào. Đã nhiều lần chúng ta cũng chối bỏ Chúa. Chúng ta bỏ Chúa để chạy theo danh lợi và những đam mê chóng qua. Và chắc chắn cũng có nhiều lần chúng ta cũng bị mặc cảm vì những hành động tội lỗi của mình. Thế nhưng Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Chúa vẫn tạo cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Dù rằng chúng ta không xứng đáng, dù rằng chúng ta vẫn còn rất yếu đuối, nhưng Chúa vẫn muốn trao cho chúng ta rất nhiều trọng trách trong việc hướng dẫn gia đình và chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Chúa không muốn chúng ta mãi mãi sống trong mặc cảm tội lỗi, nhưng biết đứng dậy làm lại cuộc đời. Cách chuộc lại lỗi lầm mà có lẽ Chúa mong muốn nơi ta là chúng ta chăm sóc cho đàn chiên, chăm sóc cho gia đình, cho những người Chúa gửi đến trong cuộc đời của ta, cũng giống như Phêrô khi xưa. Nhưng thiết nghĩ, ngoài việc chăm sóc cho đàn chiên, lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta hãy vì Chúa mà tha thứ cho nhau. Hãy tạo cho nhau những cơ hội để sửa lại lỗi lầm. Ai cũng cần tình yêu để sống và cần sự tha thứ để tồn tại. Vì vậy, chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau và giúp nhau hoàn thiện con người của mình. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng hay thương xót, giúp chúng ta cùng biết thương xót như chính Chúa đã thương xót và tha thứ cho chúng ta. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết học nơi Chúa để biết đối xử khoan dung với nhau. Amen.